À, xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái nồi nấu đậu hũ, đậu phụ bằng inox. Và đây là một cái nồi nấu sử dụng và hoàn toàn bằng điện tự động và được cấu tạo 3 lớp. Nồi này có dung tích là 120 lít. Mình bỏ nắp đậy ra đây. Hiện tại thì giờ chúng tôi là đang thử cái nồi này cho khách. Cái bộ sục đã được làm sẵn như này rồi. Đây là một cái nồi nấu đậu ưa chuộng nhất hiện nay. Nồi thì sử dụng hoàn toàn bằng điện. Đây là cái bảng tủ điện đấy ạ. Các bạn cấp điện cho thì các bạn sẽ bật công tắc đây, và hai cái đồng hồ bên này sẽ là hiển thị, bên này là hiển thị của nhiệt độ, còn bên này là hiển thị của thời gian. Cái nồi này thì sẽ sử dụng điện gia đình 1 pha, công suất tiêu thụ của nó là 9 kW điện trên 1 giờ. Cấu tạo 3 lớp cách thử thì các bạn sẽ theo dõi cái lượng dung môi truyền nhiệt ở bên cạnh cái nồi này. Và bây giờ là cái nồi này là nước lên đến đây đây. Đây là cái nước của cái lớp dung môi. Thay vì như trước đây thì những cái nồi như thế này, muốn làm đậu hũ đậu phụ thì sẽ phải có nồi hơi. Thì nhưng mà bây giờ thì sẽ cải tiến và làm cái nồi đậu hũ đậu phụ này thì sẽ nấu bằng điện và 3 lớp như này, và có cái hơi là tự sục. Các bạn nấu thì các bạn không có sợ bị bén khét được. Nếu như các bạn có nhu cầu về các cái nồi nấu đậu phụ đậu hũ bằng inox, hoặc là quân làm đậu hũ đậu phụ bằng lò xo hoặc là bằng hơi, thì liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0918889768, hoặc là số 0908312438, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đến với máy công nghiệp Thanh Hưng thì các bạn lúc nào cũng nhận được giá rẻ trực tiếp tại xưởng sản xuất, không phải qua bất kỳ một trung gian nào, hàng công nghiệp dày dặn chất lượng. Nếu như chỗ các bạn mà có điện 3 pha thì bên chúng tôi là sẽ sản xuất cái nồi này nấu bằng điện 3 pha. Còn nếu như các bạn có điện 1 pha gia đình thì chúng tôi cũng sẽ làm cái nồi nấu này sử dụng điện 1 pha cho các bạn. Điện 3 pha thì sẽ có ưu điểm là nấu nhanh, nhanh sôi. Còn điện 1 pha thì sẽ dùng cho những cái nồi có dung tích nhỏ và thuận tiện, vì là điện 1 pha ấy thì là sử dụng cho gia đình, thì các bạn muốn dùng thì các bạn chỉ cần thay CB lên CB 63A và đi cho nó một đường dây riêng 6 chấm hoặc là 8 chấm, các bạn dùng cho cái máy như này là hoạt động tốt. Nếu như các bạn có nhu cầu thì liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo ạ.